Khai mạc khóa tu mùa hè gieo hạt tự tâm tại Hoàng Phúc Cổ Tự. Chiều ngày 15 tháng 7 năm 2019, nhằm ngày 13 tháng 6 năm Kỷ Hợi tại chùa Hoàng Phúc, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã diễn ra lễ khai mạc khóa tu mùa hè gieo hạt tự tâm với sự tham dự của gần 150 khóa sinh. Quang Lâm chứng minh buổi lễ khai mạc có sự hiện diện của trưởng lão Hòa thượng Thích Tấn Nhiếp, ủy viên thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình, trưởng ban tổ chức khóa tu Đại đức Thích Cải Đạo, trưởng ban truyền thông thông tin, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình, giám tự chùa Hoàng Phúc, chủ nhiệm Đại đức Thích Cải Thành cùng các Phật tử đạo tràng, chúng thanh niên và đại diện phụ huynh hiện sinh cùng gần 150 khóa sinh về tham dự khóa tu mùa hè với chủ đề gieo hạt tự tâm. Nhằm xây dựng cho thanh thiếu niên Phật tử sống có lý tưởng cao đẹp, nêu cao tinh thần yêu nước và phụng sự, cống hiến cho xã hội, đạo pháp và dân tộc, định hướng trong đường lối tu học cho thanh thiếu niên Phật tử xã hội ngày nay. Bởi lẽ, thanh thiếu niên là lực lượng xã hội hùng hậu, có sức khỏe, có trình độ học vấn, có tiềm năng sáng tạo, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học hiện đại. Mặt khác, hàng năm, mỗi khi mùa hè đến là thời điểm các bạn học sinh, sinh viên được nghỉ ngơi sau một năm học tập vất vả, mệt nhọc và căng thẳng. Tuy nhiên, đây là thời điểm vô cùng nhạy cảm bởi sự phát triển của công nghệ 4.0, sự du nhập của các nền văn hóa khác nhau đã dẫn đến tình trạng các em mãi mê đắm chìm trong thế giới của các trò chơi, game hoặc thả mình vào trong thế giới ảo vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, ma túy, bạo lực học đường đang là vấn đề thời sự nóng bỏng được cả xã hội quan tâm, khi mà rất nhiều vụ án đau lòng bắt nguồn từ ma túy, game và bạo lực. Do đó, việc tổ chức các khóa tu mùa hè chốn thiền môn có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đây sẽ là cơ hội để các em lắng nghe, thấu hiểu, tìm lại chính mình, nhận diện cuộc sống và chuyển hóa những lỗi lầm thành những đức tính tốt đẹp. Không còn ích kỷ, vô cảm, biết sống vì mọi người, biết tri ân tam bảo, biết yêu thương giúp đỡ bạn bè, biết tôn trọng thầy cô và đặc biệt là hiếu kính với ông bà, cha mẹ. Kiến trúc khóa tu thành công viên mãn đem lại được nhiều lợi ích cho xã hội và cho đạo pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.